Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lưỡi chuột tại nhà từ cái bìa cứng phế liệu. Tôi sẽ tận dụng những cái phế liệu đồ bỏ đi để tôi chế tạo ra những sản phẩm có ích, nó mang lại cái giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Và để làm được cái việc này thì điều đầu tiên là tôi phải chuẩn bị được bìa cứng. Sau khi có được bìa cứng thì tôi chế tạo ra cái bẫy chuột để bắt những con chuột nó tồn tại trong gia đình hoặc là nó phá hại mùa màng của người nông dân. Sau đây mà các bạn theo dõi quá trình mà tôi thực hiện việc chế tác cái bìa cứng này nhé. Tôi sẽ cho cái bìa cứng này trong một thùng kính này để bắt này. Bởi vì khi chuột nó rơi vào thùng kính nó trơn, nó không thể ra được. Đầu tiên là tôi đo kích thước.
các bạn ở nhà mà có cái bìa cứng này thì hãy làm thực hiện theo cách của tôi đã làm nhé, đảm bảo là sẽ có một cái bẫy chuột hoàn hảo luôn. Bây giờ tôi cắt đôi tấm này ra nhé, cắt đôi này. Thank you.
được những tấm này. Bây giờ tôi sẽ gắn vào. Tôi sẽ gắn vị trí đối xứng như này nhé. Và gắn như này. Gắn đối xứng như này. Đó, tôi sẽ gắn như này. Làm hai cái. Tôi gắn vào điểm giữa này, giữa hai bên này. Chào các bạn. Keo nến của tôi vẫn chưa chảy nên là chưa gắn được, chắc phải chờ một chút nữa các bạn.
như này. Thành quý trọng này. Tôi đã làm xong một bên này. Này là trọng tâm. Các bạn phải gắn cái này vào đúng giữa nhé, đúng điểm giữa này. Gắn xong cái thứ hai. Công việc cơ bản xong các bạn. Bây giờ tôi dùng mồi nhựa tôi dán vào cái vị trí này. Tôi dùng nó dưới hai mặt. Đây là băng dính hai mặt, một mặt tôi dính vào đây, còn một mặt tôi rất dễ dính. Bóc của nó bỏ cái lớp ngoài đi. Đây tôi dùng mồi nhựa là cái này. Mồi nhựa tôi gắn vào đây.
đây là mồi nhử các bạn nhé. Khi con chuột nó vào đây nó ăn này, vào đây ăn mồi nhử này, đứng đây nó bập bênh, nó cứ lăn này và rơi xuống này, hoặc là nó lăn sang bên này nó cũng rơi này, quy lý nó hoạt động như này, nó hoạt động như này, và con chuột cũng rơi vào cái thùng này. Tôi bắn vào đây nhé. Công việc của tôi đến đây là hoàn thành rồi. Mời các bạn theo dõi cái video của tôi sẽ thực hiện cái bẫy này vào buổi tối 8 giờ tối nhé. Các bạn đăng ký kênh, like và ủng hộ để tôi có thêm động lực để ra nhiều video hay. Tạm biệt các bạn.